Nè bạn ơi, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công văn. Khi ra đường nhớ đeo khẩu trang, khi lang thang cách xa 2 mét, nhớ về nhà giữa tay xa phòng, luôn bảo vệ người xung quanh. Nè bạn ơi, chỉ thị 16 không tập trung tối đa 2 người, yêu cầu dân không ra khỏi nhà theo quy tắc 5K Bộ Y tế, đảm bảo luôn phòng chống dịch bệnh khi ra đường không thực sự cần thiết. Corona 15 ngày tan biến, Corona 15 ngày thôi, một đất nước sẽ trở lại bình yên, nắng vàng tươi khắp trên thành phố. Corona sẽ lùi đi xa, Corona sẽ không trở lại, đem bình yên về cho đất nước. Mọi người dân yêu cầu hợp tác, chấp hành lệnh chính phủ ban hành. 15 ngày chúng ta chiến thắng đại dịch Corona. Nè bạn ơi, chỉ thị 16 không tập trung tối đa 2 người, yêu cầu dân không ra khỏi nhà theo quy tắc 5K Bộ Y tế, đảm bảo luôn phòng chống dịch bệnh khi ra đường không thực sự cần thiết. Corona 15 ngày tan biến, Corona 15 ngày thôi, một đất nước sẽ trở lại bình yên, nắng vàng tươi khắp trên thành phố. Corona sẽ lùi đi xa, Corona sẽ không trở lại, đem bình yên về cho đất nước. Mọi người dân yêu cầu hợp tác, chấp hành lệnh chính phủ ban hành. 15 ngày chúng ta chiến thắng đại dịch Corona. Corona 15 ngày tan biến, Corona 15 ngày thôi, một đất nước sẽ trở lại bình yên, nắng vàng tươi khắp trên thành phố. Corona sẽ lùi đi xa, Corona sẽ không trở lại, đem bình yên về cho đất nước. Mọi người dân yêu cầu hợp tác, chấp hành lệnh chính phủ ban hành. 15 ngày chúng ta chiến thắng đại dịch Corona.